Xin chào bà con cô bác. Hôm nay mình sẽ đi ăn tiệc cuối năm ở trong chỗ làm. Bản đồ lịch sử các bạn. Đang đứng đón xe bus. Đứng đón xe bus ở trạm xe bus đây các bạn. Sau lưng mình là một tòa nhà chung cư. Mình đang đứng đón xe buýt này khoảng chắc cũng 8 phút nữa. Thank you.
lát sau mình mới ra vừa ăn. Phải lắp cho mình chưa? Có ghế mà này lớn lắm rồi. Tên là Oscar. Theo dõi video của mình nha, nhớ để lại bình luận hay là bấm đăng ký để xem video tiếp theo nha các bạn. Chúc các bạn một ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc, nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại nha.